Trời ơi, chào em, chị em, xin lỗi em nha. Quay. Trời ơi, anh Nghĩa, sao anh kỳ vậy? Anh hẹn với em từ nửa tiếng trước là nửa tiếng sau, anh mới tới là sao? Anh xin lỗi em, hôm qua anh đi đám cưới của một đứa bạn. Tức là nó mời thiệp là 5 giờ đúng không? Có nhiều người khách khác thì lại tới 8 giờ mới tới, thậm chí có những người 9 giờ mới tới. Rồi đó, làm lễ trễ rồi dẫn đến nhập tiệc trễ. Rồi anh cũng phải bị về trễ. Đó, rồi sáng nay anh phải ngủ dậy trễ. Đó, rồi đã dậy chuẩn bị đi đến đây rồi gặp có hẹn một đứa bạn. Đứa bạn nó cũng đến trễ cho nên cuối cùng anh đến đây gặp em trễ. Trời sao anh nhức đầu quá. Sao cái gì cũng trễ nãy vậy anh Nghĩa? Thì cái chủ đề giờ dây thun, hoặc nói đúng hơn là một cái tật chơi giờ dây thun, là cái tật của rất nhiều người trong chúng ta, đúng không? Hẹn 5 giờ thì 7 giờ mới lục tục tới, hoặc là hẹn 7 giờ thì 8, 9 giờ mới tới. Và qua những cái sự việc mà đi trễ, nó cũng đã có ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái người khác nữa. Thí dụ như là mời người ta đến 7 giờ nhưng mà người ta nói là thôi 7 giờ này chắc chưa ai tới đâu, mình tới 7 rưỡi đi. Nhưng mà không phải riêng mình nghĩ vậy, mà người kia cũng nghĩ như vậy, người nọ cũng nghĩ như vậy, và tất cả mọi người cùng nghĩ như vậy, rồi cuối cùng ai cũng tới trễ hết. Được mời mình tới cái giờ đó mà 3 tiếng đồng hồ sau show diễn mới diễn ra thì mình cảm giác mình không có được tôn trọng. Anh thì cứ hay bị cái cảm giác sai, phải không? Tại vì có nhiều chương trình mình làm á thì không bao giờ diễn ra đúng giờ hết trơn á. Ví dụ nói là hôm nay là 9 giờ quay nha, hoặc đúng 10 giờ quay nha, thì bao giờ cũng phải 10 giờ là ít nhất. Có khi 11 giờ, 12 giờ. Rồi mỗi khi như vậy á, đâm ra mình bị bực bội. Mình nói, ủa, nếu vậy tại sao không hẹn anh đúng cái giờ đó anh lên đi, mà cứ phải hẹn anh trước 1-2 tiếng như vậy. Thì mấy cái bạn mà làm chương trình á thì cũng mới nói rằng, à, là do vấn đề này, vấn đề kia, do kỹ thuật, rồi do khách mời này kia, đủ rất là nhiều thứ. Cái vấn đề mà dẫn đến cái việc đi trễ, bắt đầu một chương trình trễ. Cái nói chứ, không, ngày mai tôi đi đúng giờ nữa. Ngày mai hẹn 9 giờ không, 10 giờ tôi xuất hiện. Nhưng mà rồi ngày hôm sau lại không như vậy được. Tức là gần tới cái giờ đó tự nhiên mình bị cảm giác nôn nao. Lỡ như bữa nay mọi người làm đúng giờ, tự nhiên mình là người đi trễ thì nó kỳ quá. Dạ. Thôi tục lục tục đến phim trường cho nó đúng giờ hẹn, lên tới nơi vẫn bị chờ tiếp, cái là tức nữa. Dạ, Diễm My khó chịu phải đề nghị về cái việc đề nghị đi trễ giờ. Mặc dù là anh em quen biết thân thiết mà còn vậy đó, thì nhiều khi những cái người bên ngoài kia chỉ là mối quan hệ làm ăn cộng tác hoặc là sơ giao với nhau thôi, thì khi họ bị chờ đợi vì một ai đó đi trễ thì họ sẽ tức giận đến như thế nào. Chúng ta hãy cùng xem thái độ của họ nha. Những người mà không đúng hẹn hay gì đó thì cho dù có thân hay là gì đó thì cũng chỉ có một lần, mà lần đó là lần đầu tiên và sẽ không có lần thứ hai. Chỉ là ví dụ như bất khả kháng ấy thì không sao, có thể là họ bị một cái như là tai nạn hay hỏng xe hay gì đấy thì mình không nói, nhưng mà những cái việc mà đi trễ là do ý chủ quan hoặc là nghĩ là bệnh sao thì mình thì tôi không ủng hộ. Rất là bực mình, khó chịu, bởi vì bản thân mình khi mà phải chờ đợi một ai đó mình cũng rất là khó chịu. Những bạn mà hay đi trễ thì thể hiện người họ là những con người mà không tôn trọng người khác. Dạ, dĩ nhiên là không ai vui hết trơn. Ai cũng bày tỏ cái sự khó chịu và thậm chí là cái sự giận dữ khi mình phải bị người khác cho chờ đợi và cho leo cây quá lâu. Em đã có những cái bài học rất là đắt giá về cái việc đi trễ này nè. Thì hồi xưa em đóng cái phim Mỹ Nhân Kế anh. em cứ nghĩ là đi trễ chút xíu là không có sao. Bởi vì đến là phải tập luyện võ với các đúng anh rồi. Chị á. Ekip của cái phim Mỹ Nhân Kế là toàn những anh chị họ rất là chuyên nghiệp, họ luôn luôn đúng giờ, mà mình là nhỏ nhất, mình đi trễ giờ thì mình bị giống như là bị mọi người rất là giận mình. Và sau đó mọi người cũng phàn nàn là em có cố gắng rồi diễn xuất cũng ok, nhưng mà là bị cái tật là làm việc không chuyên nghiệp. Đó là từ đó là mình phải rút kinh nghiệm, nếu mà mình muốn tồn tại tiếp tục ở trong cái sự nghiệp của mình á, thì mình cũng phải tuân thủ cái thời gian và mình cũng phải có cái kỷ luật mới hợp tác tiếp được với những người chuyên nghiệp. Còn nếu không thì mình sẽ bị tụt lại phía sau. Và một cái kinh nghiệm nữa mà em đã gọi là kinh nghiệm xương máu á, khi mà mình đi quay với ekip của người Nhật á. Tại vì có một lần là em đi quay ở bên Nhật, quay về bản quảng bá du lịch Nhật Bản á, thì mình cứ nghĩ là chắc trễ 5-10 phút không sao, giống như người Việt Nam của mình 5-10 phút đâu có đáng là cái gì đâu. Mà em trễ 2 phút thôi anh, họ đã nói là bạn đã trễ 2 phút rồi. 2 phút thôi à? Có 2 phút thôi. Mà có hôm là trễ 1 phút thôi họ cũng nói nữa. Tại vì biết sao không, ở bên đó là tàu điện nó chạy rất là đúng giờ. Đúng rồi. Cứ 30 giây là nó chạy, 30 giây là nó chạy. Anh chỉ cần đến trễ 30 giây thôi là anh bị bỏ lại phía sau rồi, anh phải đi chuyến sau rồi. Cách đây chừng 2 tuần lễ, lúc đó anh đang ở Mỹ, anh phải đi làm một số cái công việc giấy tờ ở bên Mỹ. Thì
mình vào mình lấy số, xếp hàng từ bên ngoài cổng vô được tới cái phòng của nó, và mình ngồi mình chờ, mình đợi và mình điền thông tin. Đang điền thông tin gì nè thì mình nghe đọc tới cái số của mình, mình còn đang lúng túng là mình không biết là mình sẽ đi vào cái cổng nào, thì mình đang rà mình tìm cái cổng của mình là cổng số 9. Cái xong anh với mẹ anh đến ngay cái vị trí đó, nhưng mà chưa có bước vào liền cái bàn làm việc đó mà vẫn còn ngoắc ngoắc đứa em họ đi theo, thì vào tới cái chỗ bàn làm việc của cái cô người Mỹ đó, đưa cái số của mình cho cổ xong. Cô xem xong cô nói làm sao phải không? Cô nói là bây giờ là đến giờ tôi phải đi ăn trưa rồi, lẽ ra bạn phải có mặt ở đây trước 30 giây. Ghê chưa? Tức là vì 30 giây anh trễ mà cuối cùng anh phải trả giá bằng hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi đó. Mình có thể mình nói lúc đó mình cũng giận, mình nói tại sao mà có thể nghiệt ngã với nhau đến như vậy. Trong khi giải quyết cái hồ sơ đó em tin không? 5 phút. Không tới 5 phút nữa vô cho mình cái tạch một cái rồi hỏi hai ba câu, điền giấy tờ ký tên cái đẹp đẹp rồi xong. Chưa tới 5 phút. Nhưng mà em nghĩ như vậy cũng tốt, tại vì nó tạo thành một cái thói quen kỷ luật. Thì anh nói rằng ban đầu thì mình có mình giận thiệt, và qua cái điều đó thì mình mới thấy rằng với những cái nước hiện đại tiên tiến ở phương Tây thì cái vấn đề thời gian với họ cực kỳ quan trọng. Có thể với mình một vài phút không thành vấn đề, nhưng với họ có thể là đã vài phút thôi cũng đủ cho họ có một bữa cơm. Tức là họ ăn được một bữa cơm và họ có thể họ nghỉ ngơi một chút trước khi họ tiếp tục công việc của mình. Cái sự mà đúng giờ nó cũng tạo cho mình cái tính kỷ luật, cái sự chuyên nghiệp và cái ý thức nên có một cái lớp học về cái sự đúng giờ, hoặc là nên mọi người nên nói nhiều hơn về cái vấn đề trễ giờ để những người mà thường xuyên đi trễ họ rút kinh nghiệm. Em nghĩ là cái việc mà đi đúng giờ nó cũng tạo cho mình có cái tính tổ chức và có kế hoạch trước, mà bao giờ có cái sự chuẩn bị trước thì mọi việc nó cũng sẽ trơn tru hơn, đúng không anh? Ví dụ như là cái giờ đó là mình biết là mình sẽ đi công việc thì trước đó thì mình sẽ phải chuẩn bị trước, thì tới giờ đó mình không phải để ai chờ cả, và cái công việc của mình nó cũng trôi chảy hơn, mình làm được nhiều việc hơn. Một ngày mỗi người cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi, cho nên là nếu mà việc nào nó cũng đúng giờ của cái việc đó thì mình sẽ làm được rất là nhiều việc, mà nó có tổ chức, nó theo kế hoạch, nó theo hệ thống thì cuộc đời của mình nó cũng sẽ được sắp xếp gọn gàng hơn, chứ nó không có lộn xộn là tùng phèo lên giống như là đi trễ cái này xong rồi lại trễ cái khác rồi lại trễ cái nọ nữa. Ngay cả những người bạn của anh cũng như vậy, trễ rồi đó nhưng mà không, cứ phải làm đúng trình tự. Trễ rồi đó nhưng mà em phải gắn lông mi. Đúng trình tự từ trên xuống dưới thì mới được. Trong khi nói trời ơi trễ giờ rồi, bỏ qua mấy cái này đi, đi cho lẹ đến nơi trước đi cái đã, rồi đến đó mình có thời gian thì mình ngồi mình chăm chút mình tỉa tót lại sau. Như khi anh thấy mình đến phim trường trễ phải không, anh nhắm cái quãng đường đi từ đây đến phim trường là vừa kích đến giờ quay, thì ở trên xe anh phải làm luôn cả cái nhiệm vụ là make up đầu tóc này kia, làm sơ. Nhưng mà em ấy đã từng trải qua cái cảm giác là kinh khủng lắm. Đúng. Nhưng mà nó lại có những cái trường hợp bất khả kháng và mình sát sao giờ mình bắt buộc mình phải như vậy. Đó là cái sự ngồi trên trả xe giá nó dằn dằn cái xong mình dễ chân mày đang dễ đường này cái đó làm cái xe cái chân mày nó tới trên tóc vậy nè. Hoặc là ai mà nhất là nữ mà dễ son á, đang làm cái quen quá cái mô lên tới cái mặt tay. Nhưng mà em thấy là ngoại trừ những cái trường hợp bất khả kháng, những cái nguyên nhân mà mình có thể hiểu được á, thì chúng ta nên sắp xếp tổ chức đúng để rồi. Mà mình cố gắng mà đi đúng giờ. Tại vì cái đó không chỉ là của riêng bản thân mình không thể nào sống cho bản thân mình không được, mình không thể nào sống ích kỷ cho bản thân mình, cũng phải quan tâm đến những người xung quanh, là quan họ cũng có những cái việc riêng của họ mà mình phải tôn trọng điều đó. Và mình làm việc trong một cái tập thể mình cũng phải tôn trọng mọi người, mình phải tôn trọng tập thể thì mình mới làm việc lâu dài với nhau được. Mình nên có cái chuẩn bị trước cho cái buổi gặp đó, ví dụ như 9 giờ mình hẹn đi thì mình nghĩ là từ 8 giờ bạn nên sẵn sàng chuẩn bị bước ra đường để mà đến với cuộc họp quan trọng đó. Luôn tới đúng giờ, bởi vì cái sự đúng giờ đó mình chính là một hành động để tôn trọng ekip, tôn trọng các anh chị truyền thông, báo đài, tôn trọng nhà sản xuất, đặc biệt đó là tôn trọng những vị khán giả. Luôn luôn sẽ có những cái trường hợp nó đặc biệt, nhưng mà mọi người nên biết thông cảm và nên tôn trọng cái đối tác làm việc với mình. Mà nếu như có việc thì nên báo trước để mọi người còn biết đường để mà xử lý, bởi vì nguyên một ekip làm việc không phải chỉ có một người mà nó là một cái tập thể, thì mình nên tôn trọng và giúp đỡ nhau làm việc thì cái công việc nó sẽ tốt hơn. Nói về những cái mà tác hại của cái việc đi trễ thì chúng ta biết rất là nhiều. Đơn giản nhất là cái việc làm tốn thời gian của nhau,
đúng không? Cái khoảng thời gian đó lẽ ra chúng ta có thể làm được những việc khác, bởi vì mỗi người đều có cái việc riêng của mình, thì mình đã làm tốn cái khoảng thời gian đó của mọi người đi rồi. Chưa kể là khi chúng ta làm việc như thế, người ta sẽ mất lòng tin với mình. Em nghĩ là không chỉ là làm ảnh hưởng tới người khác mà còn làm ảnh hưởng tới chính bản thân mình luôn nè. Giống như là mình khi mà mình đi trễ thì mình chạy xe sẽ nhanh hơn, mình chạy xe sẽ lãng lách hơn, rồi ẩu hơn, rồi mình chạy như nãy anh Nghĩa không, chạy vô phim trường cà sọc thì lỡ đâu có cái thanh nào chắn ngang đường, cái dập té dập mặt đi trễ nó sẽ làm cho con người mình nó rất là mệt và bị stress, bị căng thẳng đầu óc, và nó sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân mình, nguy hiểm cho tính mạng của mình. Mấy khi nhiều khi mình lái xe ẩu quá, mình sợ trễ giờ mà mình gây ra tai nạn thì sao ai biết được, đúng không anh? Thì đó, bởi vậy anh thấy có một cái quan niệm của người Nhật cũng rất là hay, bởi vì họ cho rằng là đi trễ một phút thì vẫn là đi trễ, không có gọi là biện hộ lý luận, lý lẽ, lý trấu, lý do gì cả. Họ nói rằng nếu như bạn không thể đi đúng giờ được thì tốt nhất bạn hãy đi sớm hơn. Không. Em đã từng tham gia một cái game show mà em phải chờ 4 tiếng đồng hồ vì một bạn nam diễn viên không tới. Và cuối cùng phải gọi điện thoại cho một người khác thay thế luôn, mà cũng không biết bạn diễn viên nó đi đâu. Tự nhiên cái tắt điện thoại không tới luôn. Giật giữa mình nằm mình ngồi cũng chưa tới, mình ăn cái này mình ăn cái nọ cũng chưa tới, mình đi ra ngoài mình hóng gió mình đi vô cũng chưa tới. Trời đất ơi, nguyên một đoàn giật giữa lên giật giữa xuống 4 tiếng đồng hồ sao anh. Trời cũng đấy. Không tới mà cũng không liên lạc được. Và cuối cùng phải gọi một người khác thay thế vào cái vị trí rồi, đó. Rồi sau này có biết lý do tại sao không? Cái lý do là cái bạn đó phải có việc gấp đi về quê mà không thông báo. Mà không thông báo cho ai hết. Tại sao? Em không hiểu tại sao luôn, em không hiểu lý do gì. Đó là một cái thái độ làm việc hơi thiếu trách nhiệm. Người ta sẽ thông cảm với bạn ngay thôi. Nếu như bạn thật sự có cái việc gia đình gấp rút, bạn phải có mặt, bạn không thể nào tham gia chương trình đã được. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, nói rằng nhà mình đang xảy ra sự việc như vậy và xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm này thế kia, thì anh nghĩ rằng mọi người sẽ dễ dàng thông cảm cho chúng ta và tìm một cái phương án để thay thế. Còn nếu như bắt mọi người phải chờ đợi đến 4 tiếng đồng hồ mà không có một lời giải thích như vậy thì thật là hơi quá đáng. Và em nghĩ là cái việc đi trễ nó cũng ảnh hưởng rất là xấu đến cái hình ảnh của mình trong cái việc mà đi đúng giờ, hoặc là đừng có để bị trễ hẹn với những cái người mà mình có cuộc hẹn rồi, những cái đối tác làm ăn của mình. Thì một phút một giây thôi nó cũng rất là quan trọng, đôi khi nó sẽ ảnh hưởng tới cả một cái quá trình làm việc của chúng ta rất là lâu là dài. Và mong rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ ý thức và rõ hơn về vấn đề này, để chúng ta luôn luôn là những cái người tôn trọng công việc của mình và tôn trọng tất cả những người xung quanh bằng cách là đi đúng giờ, quý vị nha. Cảm ơn Jimmy đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả hãy luôn đi đúng giờ để tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh mình. Xin được cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.